Xin chào mọi người đã trở lại với Việt ơi. Hôm nay nội dung video của chúng ta sẽ là về cửa hàng tiện lợi, nơi tuyển dụng nhiều vị trí mới nhất. Và nội dung video hôm nay gồm hai ý chính, gồm một các cửa hàng tiện lợi và hai chuỗi cửa hàng fast food và rạp chiếu phim. Một các cửa hàng tiện lợi phổ biến. Thời hiện đại ngày nay thì nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi với nhu cầu ngày càng cao để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Cửa hàng tiện lợi tuyển dụng với những yêu cầu riêng, không quá khắt khe chính là cơ hội dành cho những ứng viên trong câu chuyện nghề nghiệp của mình. Cùng tham khảo một số thông tin hiện trạng công việc dành cho các bạn sau đây nhé. 1. Cửa hàng Bismarck là chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ của Thái Lan, xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2013. Đến nay, Bismarck đã có hơn 150 cửa hàng trên khắp thành phố. Hiện nay, công việc làm thêm tại Bismarck cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên. 2. Đó là cửa hàng tiện lợi FamilyMart. FamilyMart là thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 nổi tiếng từ Nhật Bản. Hiện đã có mặt tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Người Việt thường cảm thấy quen thuộc với hình ảnh của các cửa hàng tiện lợi này trên mọi con đường. Các bạn trẻ, đặc biệt là đối tượng sinh viên, cũng đang tìm kiếm cơ hội tạm việc tại FamilyMart khi môi trường làm việc khá ổn định và tránh các trường hợp lừa đảo bên ngoài. 3. Cửa hàng tiện lợi Circle K. Circle K là cửa hàng có thể nói rất phù hợp với các bạn sinh viên vì thời gian linh động, có thể làm part-time hoặc full-time. Bạn được làm việc trong môi trường tốt, nhân viên vui vẻ, hòa đồng, nhưng vấn đề an ninh chưa được đảm bảo. Và trong suốt quá trình làm việc, bạn được tham gia các khóa đào tạo dành cho nhân viên bán hàng sau khi nhận việc chính thức. Và 4. Cửa hàng tiện lợi Ministop. Ministop là chuỗi cửa hàng tiện lợi có thương hiệu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những thành viên của tập đoàn Aeon. Tại đây, nhân viên của Ministop hầu hết là những bạn trẻ, những sinh viên đủ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, bạn đã đủ 18 tuổi, bạn muốn hòa nhập với môi trường bán hàng hiện tại đang. Đừng chần chừ, tôi sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm lọt qua vòng phỏng vấn để bạn trở thành một nhân viên bán hàng Ministop như phần mô tả nhé. Và 2. Chuỗi cửa hàng fast food và rạp chiếu phim. Cửa hàng fast food Lotteria. Nhắc đến chuỗi cửa hàng fast food thì không thể không nhắc đến Lotteria. Lotteria được cho là một trong những nhà hàng tốt nhất và có nhu cầu tuyển dụng part-time rất cao. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một công việc part-time thuộc lĩnh vực ẩm thực thì đừng bỏ qua cơ hội được nhận việc làm tại Lotteria nhé. Và các chuỗi rạp chiếu phim CGV. CGV được biết đến là một hệ thống nhà phát hành và cụm rạp chiếu phim xếp thứ hạng 1 tại Việt Nam. Với chất lượng dịch vụ tuyệt vời, cơ sở vật chất tân tiến, hiện đại, CGV đã chiếm được tình cảm yêu mến của các khách hàng muốn tới đây để trải nghiệm. Không những thế, đây còn là một trong những địa điểm việc làm hấp dẫn mà các bạn trẻ muốn hướng đến. Nếu bạn đã và đang có ý định ứng tuyển vào một vị trí tại các cửa hàng trên đây thì hãy ứng tuyển ngay, hãy nắm bắt cơ hội và đừng quên chuẩn bị cho bản thân một CV thật ấn tượng và tâm lý ứng tuyển thật tốt nhé. Thành công đã ngay trước mắt, đừng chần chừ. Việt ơi sẽ đem đến cho bạn những kinh nghiệm phỏng vấn tìm việc phù hợp. Và nhớ hãy chia sẻ với chúng tôi những thông tin bổ ích mà bạn đã trải qua nhé. Trước khi đến phần kết thúc thì Việt ơi sẽ tóm tắt lại các nội dung mà Việt ơi đã chia sẻ. 1. Các cửa hàng tiện lợi bao gồm Bismarck, FamilyMart, Circle K và Ministop. 2. Chuỗi cửa hàng fast food và rạp chiếu phim gồm Lotteria và chuỗi rạp chiếu phim CGV. Và cuối cùng, Việt ơi chúc bạn thành công trên con đường tìm việc mong muốn của bạn và đừng quên bấm like hoặc bấm nút đăng ký để nhận thêm thông tin mới nhất của chúng tôi nhé.